Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của BMW Shop. Hôm nay BMW Shop sẽ xin giới thiệu với các bạn một cái bộ trim gỗ cực kỳ mới được nâng cấp cho dòng xe BMW 530 2020 với những chi tiết cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Chúng ta đang xem đây là cái ốp gỗ phía trước của xe BMW 530. Đối với cái ốp gỗ này thì nó sẽ bao gồm cả ống gió điều hòa, có thêm một cái chi tiết viền chrome đây rất là sang trọng, đẳng cấp. Và phía trong của ốp gỗ thì sẽ đi kèm với cả cái led nội thất cũng như là toàn bộ hệ thống ống gió chính hãng, cũng như là rắc đèn led chính hãng của BMW. Tiếp theo là những cái phần trim gỗ ở các cánh cửa, cánh lái, cánh phụ phía trước và phía sau. Dưới đây thì là cái ốp gỗ ở cái phía yên ngựa. Ở đây là vị trí của cái lúm ốp gỗ ở cái lúm chỗ iDrive. Bên này thì rất là cách điệu, là bên này thì là gỗ, còn bên này thì được ốp sơn đen bóng, được phân biệt bằng viền chrome cực kỳ là sang trọng. Đây là cái mẫu mới nhất của 530 đời mới. Cái phần dưới phần điều hòa thì cũng được trang bị phần ốp gỗ này. Đó. Đối với cái ốp gỗ của bản 530 2020 khác biệt so với bản ốp gỗ của 520 đời 2017 18 là có thêm về cái phần viền chrome đi kèm, phần chrome rất là rộng đi kèm với cả phần gỗ luxury này. Đối với phiên bản đời cũ thì BMW không trang bị cái tính năng này. Đó. Thì phần gỗ đi kèm với cả cái phần ốp chrome thì nó sẽ mang lại cảm giác sang trọng hơn. Hầu hết đối với những xe 520 2019 2020 được nhập về thị trường Việt Nam thì cái phần ốp gỗ này sẽ được Taco nhập về với cái phiên bản bay nhất, đó là cái phiên bản ốp nhựa trắng hoặc là viền chrome trắng. Nó thiếu sang trọng bởi vì là hầu hết là anh em nhập về là cắt bớt option đi để giảm giá thành chi phí của sản phẩm. Khi mà mình nâng cấp cái bộ trim gỗ này với chi phí khoảng hơn 20 triệu đồng Việt Nam thì bạn hoàn toàn có thể sở hữu một cái bộ trim gỗ luxury bản cao cấp nhất của BMW 520 2020 hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.